Chào dân ô dân, lâu lắm rồi không thấy ông lên video hề. Giờ này làm gì mà bận thế? Mà cũng không thấy lên video, cũng không thấy trả lời bình luận các bác luôn. Bao nhiêu bình luận đây này, tôi thấy biết bao bình luận mà ông không thấy trả lời mọi người luôn này này. Thì người thì hỏi sao nào? Ui, người thì hỏi về dâu tằm, người thì hỏi về cà phê, về cách làm cành cà phê thả ngọn và cách chăm cà phê thả ngọn mà cả chắc tuần nay chục ngày nay rồi cũng không thấy ông lên video và chia sẻ mọi người. Hôm nay ông đang làm cành cà phê thả ngọn này, hôm nay chia sẻ mọi người cái cách làm của ông coi sao. Tại vì mấy cái video trước tôi thấy ông cũng chia sẻ nhưng ông chia sẻ không cụ thể lắm. Hôm nay ông chia sẻ cụ thể và rõ ràng một chút được không? Cái gì á? Em chào mọi người nhá. Chào anh. Thì cũng xin lỗi mọi người là trong mấy ngày vừa qua thì em cũng bận khá là nhiều việc các bạn, để xay cà, chở cà và một số trục trặc về kỹ thuật, về máy móc, mọi thứ linh tinh nữa, nên là em không có thời gian để chia sẻ mọi người, nên mong mọi người và tất cả các bác thông cảm giúp em. Thì hôm nay thì thôi thì anh chủ nói bác, hôm nay ông đấy ông chủ đấy, thực sự em thì là người làm thuê rồi, còn ông đó là ông chủ đó. Thì ông sai sao làm vậy thôi, thì thời gian rảnh rỗi thì lúc nào mà công việc là không gấp quá mà rảnh á thì em mới có thể làm clip chia sẻ các bác được, nhưng thời gian vừa rồi quá nhiều việc thì ông chủ thúc quá mà đâu có làm được đâu, thì nên thành ra là em cũng không có thời gian để làm video chia sẻ mọi người được. Thì hôm nay thì nói chung là mọi việc công việc ổn ổn rồi, và ông chủ ông bảo em là thôi làm video để trả lời một số bình luận mọi người và chia sẻ mọi người. Thì hôm nay thì em thì mấy bữa nay thì cũng không đọc bình luận các bác, thì tôi cũng chả nhớ bình luận nào các bác nữa rồi, còn
Ông chủ bảo mà em chưa trả lời bình luận người này kia, tôi thì kệ đi, để tối về hoặc tối về có thời gian thì em sẽ đọc lại bình luận và sẽ trả lời bình luận các bác với nhá. Còn giờ thì em sẽ chia sẻ với mọi người cụ thể về cách mà em làm cà phê cành của cà phê Thả Ngọn đấy các bác nhá, làm cành cà phê Thả Ngọn, cái đám này cán xương lùn của em. Thì hôm bữa em cũng chia sẻ các bác rồi, mời các bác đi làm của em rồi, nhưng thực ra hôm đấy nó cũng không cụ thể lắm, rất nhiều các bác là thắc mắc. Thì hôm nay em sẽ làm cái vườn này. Cái vườn này của em là nó thu được năm nay năm thứ 8 rồi, bây giờ năm thứ 7, năm thứ 8 rồi, em nhớ là chính xác là năm thứ 7 các bạn, chính xác là năm thứ 7 rồi. Thì cái vườn này thực sự là các bác là nó cũng không ổn định cho lắm, là không ổn định là vì cái lượng thân em nuôi nó chưa ổn định, tại vì em làm thì đa số cũng kêu nhân công làm rất là nhiều, thì kêu nhân công làm thì ông chủ ông giao cho một mình em vườn mà, thì kêu nhân công làm thôi, thì có lúc thì em làm việc này việc kia thì nhân công họ làm không quản lý được. Lâu lâu ông chủ hôm qua ông mua những đồ ăn thì ông ấy cho vài chén nước, ông ở bên vườn ông đi đâu, chỉ đến lúc mùa ông thu tiền ông mang về đấy, còn mọi thứ em quản lý hết, nào lương thì trả bèo bọt. Là bác làm sao mà mình quản lý chuẩn được đúng không các bác? Cái gì nó có cái giá là thôi, muốn quản lý tốt á thì phải trả lương cho nó cao cao chút đúng không các bác? Còn trả lương bình thường thôi thì mình quản lý từ từ thôi. Thì hôm nay sẽ đi sửa lối cái vườn cà phê này và làm cành và sửa lối cái vườn cà phê Thả Ngọn này với các bác nhé. Thì nói các bác là cứ làm cà phê Thả Ngọn thì nó đơn giản thôi. Như đây như cái ngọn này này các bạn này, các bạn thấy á, thì có những cái cành này nó yếu này thì mình bỏ thôi. Em thì em làm một cái dao này, chia sẻ các bác làm một cái dao này, thường xuyên làm một cái dao. Vậy như vậy là thôi đúng không? Như cái ngọn này là cũng thế. Cái đám cà là bác là chồi này, lúc trước là chuẩn bị hái cà phạt rồi mà sau đến lúc hái cà thì nó lên khá nhiều rồi, thì tôi vừa làm vừa bạn. Tại vì nói các bác là lúc ra mùa thì nó cũng bận khá nhiều công việc nên là thành ra nói các bác là mình cũng không thể làm trọn vẹn được. Bây giờ thì vừa cái nào con chồi thì em bật luôn và sửa cái thân này. Như cái thân này thì các bác cũng chưa có thân thừa nó hết, vậy khá là tương đối là những cái thân của nó đều vẫn là ổn, thì thôi em vẫn để ăn tất cả toàn bộ thân chứ sẽ không hạ đi cái thân nào cả, mà chỉ rong cành đi thôi. Nó đơn giản lắm, nó không phức tạp gì đâu. Vậy là xong thôi bác, xong cái cây rồi. Giờ thì em làm tiếp cái lưới chia sẻ với các anh nhé. Và trò chuyện với các bác.
Nhưng cái ngọn này thì nó hơi yếu này các bạn, em hạ luôn nó đi, hay bỏ nuôi chuột khác đi. Thì nói bác này, những cái cây thân mà mình chặt xuống này các bạn, thì mình cẩn thận các bạn, thì mình dốc hết cái cành nó đi này các bạn, rồi mình để gọn nó lại để làm củi, hoặc để mai mốt đấy mình làm thì cho nó khỏi cướng vườn vậy thôi, đơn giản thôi mà. Đó, em làm thì nó đơn giản vậy thôi các bác. Thì có một số bác sẽ bảo là cái cà là của em nhìn trông nó không được đẹp. Thì em nói thật các bác là khi mình làm cà gì thì làm, thì mình chăm sóc nó thì mình so sánh cây cà nó tương ứng với cái lượng phân mình bỏ cho nó các bác nhá. Thì mình đánh giá được cây cà được. Còn như em đây thì nói thật các bác là em chỉ chăm với mức bình thường, nói chung là bình thường, thì lên cái cây cà em nó chỉ được mức như thế này thôi. Còn ví dụ như bác nào mà có điều kiện các bác chăm tốt hơn nữa thì cây cà nó sẽ khác. Thế nên bây giờ như các bác nhiều khi các bác lại thấy em làm chia sẻ về cái cà phê thả ngọn này, thì các bác lại so sánh với những vườn cà phê hám nọ nhưng mà họ chăm rất là nhiều, thì cà của em cũng sẽ không tốt hơn cà của họ được. Thì điều đó là điều chắc chắn các bác nhá. Còn ví dụ nếu mà so sánh với cùng mức chăm sóc á, thì mình mới đưa ra một quan điểm nó cụ thể được các bạn. Thì còn nếu bây giờ mình mà đưa so sánh một cách nó khập khiễng ra thì nó không lên. Còn về cà phê thả ngọn là thật các bác là em muốn chia sẻ các bác rất là nhiều. Thì em muốn chia sẻ mọi người thôi về cái công việc của em làm và cái cách em làm để cải tạo được một vườn cà mang lại cho mình cái hiệu quả về kinh tế. Nói chung về mọi mặt chung thì để chia sẻ với các bác thì nó chỉ là tương đối này thôi. Tại vì khi làm cà thả ngọn thì em thấy là về hiệu quả của nó cao hơn là làm cả hạt ngọn, cao hơn về mọi mặt, thì em thấy nó rất là hay, thì chia sẻ mọi người. Chứ còn em thì nói thật các bác cũng chỉ là thằng đi làm thuê thôi mà, thì có phải là được ăn học hay gì đâu, hoặc là kỹ sư kiểu gì đó không, đi làm thuê thôi, thì thấy cái gì nó hay thú vị chia sẻ mọi người, chia sẻ cuộc sống bình thường em đi làm này với các bác thôi, chứ không có gì cả. Thì thời gian vừa rồi nó cũng bận như vậy đó, thì cũng không làm video, cũng không trả lời bình luận được các bác được. Vừa nãy thì ông chủ ông cũng sang rồi, ông ấy thăm rồi ông ấy nói vậy. Ừ thì thôi, thì đang hôm nay thì cũng công việc còn ổn thì cũng tiện rồi. Đang đi làm chồi, làm canh làm chồi nữa, thì quay chia sẻ các bác còn là như vậy, còn nói chuyện các bác thôi. Thì mong các bác cũng thông cảm giúp em nhé. Từ giờ thì em cũng sẽ cố gắng sẽ làm được nhiều clip hơn và nhiều video hơn, chia sẻ với mọi người và trò chuyện cùng mọi người, trả lời bình luận mọi người các bác nhé. Bây giờ thì em xin phép là các bác, em đi làm với ông chủ ông lại mắng thì ông trừ lương thì chết các bạn. Em chào các bác.